chưa tới em. Ừ đúng rồi, nãy giờ ba chưa tới em. Nguyên bài chạy luôn hết bài rồi mà ba chưa tới nữa. Đúng rồi, bực mình ba luôn á. Chậm chạp như con rùa ấy. Tới trễ quá đi rồi. Tới rồi cũng tới trễ. Ngày nào đi sớm ngày nào cũng đi trễ hết á. Đúng rồi. Con nhà Noel. Con nhà Noel. Con nhà Noel sao bị trễ quá vậy? Con nhà Noel sao bụng bự như vậy? Con nhà Noel thấy bụng bự chứ. Con nhà Noel bụng bự thấy giống bị sơ gan. Sơ gan gì? Anh đừng giỡn, anh ba trễ, anh giỡn hoài. Tự nhiên ngày hôm nay tụ họp lại ngày cuối tuần cái bắt hai anh em mình là quá trang vậy cũng biết sao nữa. Mà giờ không biết chương trình cho mình cái nhiệm vụ gì nữa mà chưa thấy nhắn tin, chưa thấy báo gì hết. Thấy mặc hai bộ đồ ông già Noel đi vòng vòng giờ. Bộ này đi bơi á. 7 giờ. Đi bơi ta mặc đồ bikini đúng không? Đúng rồi. Cái bản này không hiểu nổi luôn. Không biết luôn này chắc mình đi phục vụ bà con hay gì á. À ai biết đâu. Có điện thoại rồi kìa. Đâu, để coi nhiệm vụ là gì vậy? 2-3 bí mật hóa trang thành ông già Noel. Nhiệm vụ phải tiếp cận các con của đội còn lại mà không để bị phát hiện. Tặng bóng bay cho các con. Ba nào thực hiện thành công được một huy hiệu, thất bại huy hiệu thuộc về đội còn lại. Ok, chỉ rồi gì? Chỉ rồi tiếp cận con mình thôi. Đúng rồi không? Anh tiếp cận con tôi tiếp cận con anh. Rồi đi thôi. Nhìn là biết anh rồi. Nhìn là biết rồi đó. Thôi đi đi đi. Bực mình quá. Ngày nào cũng đi chửi em. Bây giờ tụi mình đi chơi luôn đi rồi, bỏ hai ba lại. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi chơi, đi chơi tiếp đi, đi chơi tiếp đi. Bỏ ba luôn rồi. Chương trình xin được thông báo một thông tin vô cùng quan trọng. Chính là hai ba của các con, hai người ba vô cùng chăm chỉ. Chăm chỉ. Chăm chỉ. Buổi sáng nay. Vì thế nên hai gia đình các con sẽ tự chơi với nhau. Và đây là nhiệm vụ của các con ngày hôm nay. Rồi ok, hai đứa mình chơi thôi. Để bỏ ngồi nghỉ đi. Ờ khó chơi. Yeah 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 đi chơi. Rồi hai cái vòng đó các con biết dùng để làm gì không? Dạ không. Để làm hả chú? Trong vòng nhanh nhất tất cả các thành viên chui vô vòng. Đi chui vô trời. Dạ. Hai. Rồi bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên cho hai gia đình. Rồi hiểu rồi. Đi kiếm gì? Đi kiếm bà. Kiếm bà. Ừ đúng rồi, đi kiếm bà. Hiện tại các logo của gia đình siêu nhộn đang được để và cất giấu ở rất nhiều nơi trong khu trung tâm này. Nhiệm vụ của các bạn là gia đình nào thu thập được nhiều huy hiệu gia đình siêu nhộn nhất sẽ là đội chiến thắng. Ở trong tầng này các bạn phải đi chung với nhau, không được tách ra khỏi phòng nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm huy hiệu con tầng 2, bên kia tầng 1. Chúc may mắn. Cảm ơn. Lần sau. Lần lại sau. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Cho anh Kim đi trước, đem Kim dẫn đường đi. Đây, anh đi trước cho. Nhanh quá à, anh. Nhanh quá à, sao em bước theo được. Ê, 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 ba đại với lại ba đâu kìa. Ba chơi với bạn. Ba chơi với đâu kìa. Trời ơi, anh đi vậy em đạp chân nó. Dạ thôi, cho anh đi cái xôi. Ôm anh Manly vô. Chính là em là người đạp chân anh luôn á. Tân 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 tân. Dạ cô. Cô ơi, nguy hiểu ở đâu rồi cô? Cô có giống nguy hiểu không cô? Cô có thấy rất là nguy hiểu ở đây không? Kiếm đi, vô kiếm đi. Hỏi cũng không ai nói đâu. Ấy kìa. Ý. Mới vô thấy cái là vui quá à. Ghê, yeah, đem cầm cho. Ghê, 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 ghê. Cô lên. Nhìn quan sát thật kỹ. Ghê, yeah, thấy nữa rồi. Đây, 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 hai cái luôn nè. Chỗ này luôn, chỗ này luôn. Rồi, quá em ơi. Đây luôn nè. Đấy. Wow, yeah. Đây. Đẹp quá, trời ơi. Lần này chắc tụi mình thắng rồi đó. Đâu còn không? Còn nữa không? Vô đây có không? Thôi, giỡn. Nhầm đó không có. Đỡ có trong này giờ. Hello ba chị. Dạ chào ba chị, chào ba tâm chị. Chào ba chị, chào ba tâm chị. Ba chào ba. Ba chào ba. Chào ba tâm. Ba cởi đồ ra đây, ba tự giữ mình đi. Cái gì vậy? Không biết, không biết, không biết mấy người lại đó. Không biết. Đúng rồi, cho con cái người cái bông bóng nào. Cho ơi, con. Dạ thôi, bông bóng. Cái gì? Không, đừng nghe cái gì. Mấy người lại, không biết mấy người ra đi. Ba chị. Ba chị nào, ba chị là. Đó, chị. Cái đâu dễ.
rồi cũng gặp đấy ba trời à. Mình cứ đi kiếm Huy Hiệu đi. Nhiệm vụ của mình là đi kiếm Huy Hiệu mà. Ba này cố tình là mất thời gian mình á. Bây giờ sao? Bây giờ mấy đứa đi đâu đây? Ngồi đây mất thơm rồi. Đi ngay, đi đi nhanh lên. Đây là mất thời gian. Thôi rồi, hết rồi ư. Rồi em lấy, em lấy rồi. Đây đây đây. Chào con, tặng cho con một cái hộp bóng. Nhớ chụp chiếc hình với con hả? Rồi. Rồi chúc con vui vẻ. Ủa chị nói đâu ta? Mấy đứa nó tưng bừng đây mà. Vào đây đi, vào đây đi. Đó, đó. Cô biết cho không? Cô chiếc quán cô có cái này không cô? Không có không cô? Dạ, biết đâu, biết đâu à, cô, mấy cô. Cô thật là dễ thương. Gì? Bay đâu? 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 Đừng có, đừng có. Ủa, nói thiệt á, giỡn mà. Đưa nè, cho con cái con bóng nè. Kỳ quá à, làm lớp gì vậy? Đưa đâu nè. Đưa đâu. Ê, đi nhanh. Tôi chờ lên ghế đó. Lẹ đi, bị dí kìa. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu? Tôi chờ cho em xấu xí. Nhưng mà đi đâu vậy? Mọi người ơi, đi đâu vậy? Ông già cho đi, chưa gì? Đi đâu vậy? Ông già cho đi, chưa gì? Đi, em lên trên rồi. Hả? Dạ. Tôi dành cho em xấu xí. Nhưng mà đi đâu vậy? Anh dành cho em vô gì? Mọi người ơi. Đi đâu vậy? Nãy giờ ba đâu? Thôi giỡn giỡn giỡn. Thôi thiệt á giỡn hoài. Kỳ quá hả? Ba đâu nè? Thôi mình có 8 cái mà lo gì em. Thôi kệ đi. Có 7 à? Thôi đi. Ê! Thôi kệ ba đâu chứ. Tụi con lại đây nói nghe nè. Thôi con không biết ai đó. Ê vô đây đi. Con nghĩ không có rồi em. Ba đâu làm gì đi theo tụi con hoài vậy? Ông già Noel ơi, ông có biết cái logo trên siêu nhộn không không? À, thấy cái logo đó rồi. Ẩn 7 bước, quẹo phải 8 bước sau, quay lại về đây gặp ta. Quay lại về đây gặp ta. Cô ơi, cô thấy hình cái logo hình gia đình siêu nhộn. Ê, bác trời lộ nhỏ cái vỏ trời trời của mình ra kìa. Dước mắt kìa. Cô ơi, cô thấy hình logo gia đình siêu nhộn đâu không cô? Không có đâu Vũ á. Sao lưng nè. Làm cho tụi mình mất thời gian á. Đừng đi đi. Để chào con. Con đừng có giỡn. Lấy chưa, được chưa? Chưa. Ba không biết. Rồi làm nhiệm vụ con đi. Cô ơi, cô có biết cái hình logo gia đình siêu nhộn dạ, không? Dạ, ở đâu của cô? Có. À. Ta đang ở đâu đây? Ta đang đi đâu thế? Ồ, ta đang đi chơi qua một con đường dài. Tôi đi về đâu? Tôi hãy đi về hướng nào? Hướng này hay là hướng này? Tôi không biết tôi đi đâu. Dạ, cái anh đã bỏ đi. Người ta nói chợ cái luật là không có được đi tết rồi ra khỏi cái dòng ai rồi xong. Các bạn à, nó không hề phát hiện ra tôi. Tôi nãy giờ đi theo nó, nãy giờ nó không hề phát hiện cô, ra cô tôi. Cô thấy nào không cô? Đâu hỏi. Cái gì? Ủa sao có được vậy? Có bao nhiêu vậy? 9 cái rồi.
Giữ nha con, đừng cho léo nha con. Tiền đâu con? Một cái. Tiền được một cái rồi. Ok. Cái thứ hai, tôi phải đi tìm Huy Hiểu. Chú ơi, chú có thấy cái mà hình dạng giống vậy mà nó ở đâu không chú? Con biết chắc chú trong quán chú không biết đâu. À, con cảm ơn chú. Một bên, hai bên. Ủa, pizza đâu rồi, bỏ em luôn vậy? Sao kêu lên đây? Cả Hân đâu rồi? Cả Hân ở dưới rồi. Con bỏ vòng để Hân ở lại, hai đây. Tụi con chạy. Thôi giờ đi kiếm Hân đi, nhiên bỏ Hân. Hân ơi, Hân là Hân rụng bị bà đợi bà kêu bà không ăn. Tôi lấy được bốn huy hiệu là cũng may lắm rồi, nhưng mà thấy anh đâu rồi trời. Chỗ này mà có quay làm ơn bỏ cái khúc mà mấy anh chạy đi nha. Làm ơn chứ cái khúc mà mấy anh chạy đi giùm tôi nha. Tôi coi xong tôi biết, tôi rút kinh nghiệm. Em mới lấy được hai huy hiệu mà mấy anh chạy đó mất tiêu rồi. Mấy anh ơi, em lấy được bốn huy hiệu nè. Em chào hai lạ. Nhờ có em mà mấy anh mới có huy hiệu á. Ngon nha. Trời cũng khóc luôn à. Vâng. Lần đầu tiên, chú phép ba về gửi lời chúc sức khỏe tới ba râu. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Gia đình ba râu cũng gửi lời chào tới gia đình ba chề, một lời chào trân trọng nhất. Rửa tay. Con nghĩ hẹn chứ. Nói chung qua nhiệm vụ đầu tiên á, thì nhiệm vụ của tôi là đơn giản thôi. Giả dạng ông già Noel mà không cho tụi nhỏ biết. Tôi cũng biết mà, tôi nhiệm vụ tôi cũng vậy mà. Tôi dựng cái đầu lên con biết rồi. Đúng rồi, hai tụi con nhìn ba là thấy đặc biệt nhất trong tất cả mọi người luôn. Nói chung cái nhiệm vụ giả dạng là ba thua. Nhiệm vụ của ba là tiếp cận ba đứa con của ba râu để lấy huy hiệu. Nhiệm vụ đó ba đã hoàn thành rồi. Một tràng pháo tay dành cho ba. Yeah. Nhưng mà bạn không có biết là mình đi tìm một mình đâu. Nói không, chưa? Thấy không? Anh mới nói là mấy đứa con của anh. Sao? Hai đứa con lớn chồng nhồng bỏ đứa nít đi tìm nguy hiểm một mình. Tại ba chạy thì không có được theo. Đừng có gì. Ở đây dụ mình đó cũng tin. Thấy không? Chỉ có em bé Út tôi là giỏi thôi. Hai thằng anh là phải học hỏi em Út. Em Út đừng bình thản đi tìm nguy hiểm chứ không phải chơi như tụi con. Ba đứa con nói coi kiếm được bao nhiêu cái huy hiệu gì la lớn lên cho đội người ta nghe con. Chín chín chết. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Ôi tám, nguyên trọng sao nguyên trọng như vậy? Ba chơi bên ba có 9 cái rồi hả? À. Mình còn có 5 cái rồi nha. Ồ, dữ ta. Rồi nói chung thì nhiệm vụ của các con làm rất là tốt, nhiệm vụ của ba cũng làm tốt. Rồi tổng kết. Tổng kết huy hiệu thì đội ba chê tiến thắng. Đội ba chê được 2 huy hiệu. Đội ba râu được 1 huy hiệu. Yeah. Đội ba được 4 huy hiệu luôn ba. Khỏe anh ba trời. Ừ, mới khỏe lại thôi. Tôi vẫn khỏe. Anh khỏe tôi biết mà. Lần đầu tiên chú phép ba trời gửi lời chúc sức khỏe tới ba râu. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Gia đình ba râu cũng gửi lời chào tới gia đình ba trời, một lời chào trân trọng nhất. Vỗ tay. Con nghĩ khỏe chứ. Hả? Tự nhiên là ngày hôm nay chương trình lại sắp xếp cho mình quay tại nơi đây. Bao nhiêu cảm xúc hồi xưa nó lại ùa về. Ở đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây gọi là chỗ gì ta? Nâu Tàu. Nâu Tàu. Nâu Tàu. Nâu gì? Nâu Tàu hả? Nâu Tàu. Hay còn được gọi là Trần Thị Tuyết. Hay gọi là Thị Trấn Tuyết. Thị Trấn Tuyết. Sao mọi người có vẻ vui vẻ quá vậy? Trong khi đó tôi đang rất buồn. Tại sao anh buồn cái gì vậy? Đây là cái điểm đầu tiên chúng ta gặp nhau. À. Và chương trình lại sắp xếp cho chúng ta quay lại là lần nữa. Không lẽ hay lần cuối cùng? Lần cuối cùng chúng ta chia tay nhau là tại đây sao? Ủa?
Có thần kỳ không chương trình? Cảm xúc tôi đang dâng trào lên, tôi đang buồn, mọi người đang vui quá là thế nào tôi không hiểu. Tại sao lại sắp xếp cho mình quay lại thế này? Xếp lại đây để chia tay đó. Không phải đâu, là nơi chia tay của chúng ta à? Không phải, tại vì chương trình sắp xếp coi đồ hết. Giống như là mình á, mình thấy mình ở ngoài nắng á, mệt quá, cực khổ quá, cho mình vô thị trấn tuyết này cho mình mát mẻ. Có phải là như vậy không? Có phải là như vậy không? Người ta lắc đầu kìa. Chia tay, chia tay. Đúng rồi, mình chia tay rồi. Mà tại vì mấy tuần trước đội mình thua rồi. Nhưng mà anh Ba có biết là đợt trước mà ở Nam Thao thì đội nào đội chiến thắng không? Hay tôi nhớ không lầm á thì đâu mình đội tôi bị nhịn ăn đó, nhớ không? Đó, tôi vẫn nhớ mà. Lấy lịch sử này lặp lại đi. Không bao giờ nói cho anh Ba biết. Chẳng qua ngày hôm nay là ý đồ với tôi hết. Tôi kêu chương trình cho sắp xếp tôi quay trở lại để tôi báo thù anh. À, ý đồ của anh hả? Tụi tôi thua non. Đó thì đó, phải thi đấu chứ. Nói chứ bây giờ thì không biết chương trình cho mình vô đây làm nhiệm vụ gì đây. Chắc nhiệm vụ là vô trong kia kìa, vô chơi tuyết. Người ta vừa chỉ vô cổng nhận nhiệm vụ. Ok. Nào các bạn, let's go. Let's go. Go. Vào không? Go. Chơi tiếp đi. Nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ được mang tên sưởi ấm tim men có lộn sưởi ấm tảng băng. Mỗi đội được cấp một tảng đá có cùng kích thước khối lượng. Sau thời gian 5 phút, đội nào có tảng nước đá nhỏ hơn, nhẹ hơn được 2 huy hiệu, đội còn lại được 1 huy hiệu. Mình sẽ làm sao nó tan. Trời dạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau canh tí cục đá. Đúng rồi, chứ có cục băng gì hả? Đúng rồi, cục này là 1 ký. Nhà mình tới 3 cục băng rồi. Cục này là 1 ký rưỡi. Ủa sao cục ký cũng ký gửi vậy? Đi trừ ra. Ký mấy à? Ký vô tới à? Ký phải muộn. Rồi coi như là trừ lâu cả. Còn nén cho bạn rồi. Cái này 900 gram nè. Ký mốt là còn 200 gram. Rồi. Nếu bây giờ mỗi đội chúng ta sẽ được phát mỗi cục băng cục đá như vậy. Ai làm cho nó mau tan chảy hơn. Đúng rồi. Giảm ký nhiều hơn thì đội chiến thắng đúng không? Ừ. Người thấy tôi thua quá. Sao vậy? Ở đội của anh có thế mạnh là có người ăn đá đó rồi. Hoàng Long, sát thủ ăn đá. Rồi bắt đầu. Rồi tụi con về sưởi ấm nó đi. Rồi bắt đầu. Thở vô mà. Tay con giữ vô, giữ vô. Vô ba. Có găng tay nè. Đây con lại đây, con lại đây. Vui hả? Đi ba. Con chơi chi gì vậy? Thôi. Chết chết. Rồi xong chia nhau tiếp. Chà chà cho nó mau tan đi. Chạy chạy cho nó mau tan. Bên đội kia chơi chiến thuật gì vậy? Ăn đá à? À mình kiếm tay, mình lại mấy cái đèn á. À đúng rồi, đúng rồi. À hay đó. Con tôi thông minh đó. Ben, 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 chạy đây là Ben. Bây giờ lạnh quá. Lạnh quá, tê tay luôn rồi. Ôi. Không mấy đâu. Tại đâu có tay chảy. Em lấy tay mình quạt. Đúng rồi, lấy đồ quạt, lấy đồ quạt á. Nó chảy chứ, nó phải chảy chứ. Nó chảy rồi nè. Kiếm đồ quạt, kiếm đồ quạt. Ê ba, cái này nó bốc khói rồi. Đúng rồi, nghe ra. Ui, chảy lên kìa, chảy lên kìa. Có cái đèn nào bự bự không ta? Thổi ba, thổi. Mà nãy giờ nó có hiệu quả không vậy, nó có tan không vậy? Không biết nữa.
mà vải giờ có những gì con ta quên rồi không. Vải không có. Ôi đúng rồi, sắt với gỗ kim lại muộn mấy của mình à, tôi nhớ những gì đúng rồi, để lên đây nó dẫn nhiệt á, cho con mổ mắt kính của ba luôn, đó là kim loại giá sắt mà mình cho cần nó phải nhiệt độ phải cao để nó tan chảy ra, con giữ nhiệt làm chi. Làm gì trời, nhìn gì? Nhìn gì? Nè, nè, nè. Đi, quan cấp cái chỗ. Bắt đầu mới. Mình đang làm việc gì? Bắt đầu mới để cho mình chia làm. Trà đi, lấy áo trà đi. Thôi bỏ cái đi cho nó chạy. Con người cần khỏi luôn. Ôi, lấy áo ra đây. Con với mày. Cho em mượn thêm cái áo đi. Mấy cái áo. Để nó xuống ghế đây, ấp nó. Nó mình có, anh có coi. Bây giờ lấy xuống cũng nửa lạng rồi đó. Con phải để cho nó ra ngoài không khí nó dễ tan, chứ con chùm trong đó nó giữ nhiệt rồi. À đúng rồi ha. Ơ nhưng mà trong chậu. Thôi thôi. Không, anh có cách rồi. Nhả nó miếng vô. Trời ơi. Trời ơi. Anh vợ mà làm thiệt. Ủa gì luôn hả? Con tôi đã dùng nước để mà làm tan chảy cục đá, nó đã phun cái miếng vào đây. Trời ơi trời. Nước nó không chịu hết sao. Rồi hơi lại cục đá đi. Rồi bây giờ cục nước đá, cục băng của đội ba đầu trước. Lẽ lẽ câu giờ hả trời? Cái gì vậy? Con làm vậy? Con Giang cũng thua à con? Con Giang cũng thua à? Hồi nãy cùng tôi là 2kg đó. Đây là bao nhiêu? Còn 900g. Wow. Cùng tôi là nãy ký 2 là giảm được 300g á. Đâu? Cái gì vậy? Anh nín cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh lấy cái tay ra coi. Có 3.5g. Thắng rồi. Wow. Ở bên đây làm cách nào vậy? Nhìn cái điểm khuyết thôi là đủ biết rồi. Ủa chôn rồi mà. Ủa chôn rồi mà. Oh man. Kẹp nắp thôi, kẹp nắp. Mình giục cái đó đi con, mình phụng trời ơi trời. Rồi chôn nó đi. Ủa còn dấu đá nữa. Ném đá dấu tay còn chú lại. Dấu đá ăn gian nè. Ném đá dấu luôn. Đội nhà ba đôi giảm được 300g. Đội ba chè được 200g. Cho nên kè ăn gian nữa, đừng có thịt nhà ba đôi thẳng. Không cần nói, tôi biết thôi rồi. Đội tôi đã chơi được chiêu cuối cùng. Chiêu gì? Đó là giữ ẩm. Bentley đã chơi từ chiêu hy sinh, ôm cục đá lặn vô trong người ngồi ấp với ấp chiến gà. Con đang làm gì vậy? Đừng để lặn cục đá của con. Hả? Con đang ấp chiến gà hả? Người ta ấp chiến gà con ấp đá hả? Trời ơi, thấy con tôi quá thiệt chiêu không? Cho coi coi. Đâu cục đá đâu rồi? Không được, mấy xanh nó ấm. Trời ơi nó bỏ vô người nó luôn rồi. Nó chơi thiệt chiêu cuối cùng luôn. Con ra ngoài cục đi con. Đây cục luôn, cậu ve. Mình phải chơi, đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Cố gắng lên con. Lên lấy huy hiệu con.
Gia đình siêu nhộn tập 42 sẽ được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy ngày 22 tháng 12 trên kênh HTV7.